Trang là nhân viên kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam. Xin giới thiệu mình là Trường Thế Biên. Mọi người cũng từng hay biết đến mình thông qua cái chương trình Meet the Day của HD hàng năm. Xin chào anh, mình khách hàng của công ty HFD Việt Nam, về cường kỹ sư tư vấn giải pháp của công ty. Các bạn thường thích nghe và thích gọi các kỹ sư tư vấn chủ đề của công ty chúng tôi. Chẳng ai muốn nghe kế toán gọi cả. Tuy nhiên, một công ty thì không thể thiếu kế toán. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Phan Thị Phương, kế toán trưởng. Các bạn cũng biết thì sang năm 2020 bên HDD sẽ ngừng cung cấp và phân phối phần mềm Tekla. Vì vậy nên là hôm nay mình cũng như là các bạn trong công ty thì muốn có một đoạn clip nhỏ để chia sẻ về cảm xúc của chúng mình. Thì HDD Việt Nam thì đã được hình thành và phát triển trong một vòng 14 năm. Vì vậy nên là bọn mình cũng đã có rất nhiều những kỷ niệm gắn bó với cả khách hàng, có thể gửi lời cảm ơn chân thành nhất của mình đến tất cả mọi người, những người bạn, anh chị, những khách hàng đã quan tâm, ủng hộ cũng như là đã hợp tác với HDD trong thời gian vừa qua, và hy vọng là sẽ có cơ hội được làm việc tiếp tục với mọi người trong những lĩnh vực khác. Thì dịp này cũng là dịp năm mới, thì mình muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các anh chị cũng như là gia đình của anh chị một năm mới là nhiều hạnh phúc và là nhiều niềm vui. Công ty của chúng tôi được thành lập năm 2006. Từ những năm đó đến nay thì chúng tôi luôn luôn được các bạn ủng hộ và đồng hành của chúng tôi. Tôi xin trân trọng thay mặt công ty trách nhiệm hữu hạn HD Việt Nam đã gửi cảm ơn tới các quý vị. Trước thềm năm mới 2020, tôi thay mặt công ty chúc quý khách hàng thành đạt cho sự nghiệp hạnh phúc trong cuộc sống. Lần đầu tiên cho mình xin gửi lời chào đến tất cả quý vị các bạn cũng như là các khách hàng của công ty trách nhiệm hữu hạn HDD Việt Nam. Cũng biết là những người đã thông báo đến tất cả quý vị khách hàng là đến năm 2019 này thì HDD sẽ không tiếp tục phân phối lại các phần mềm Tekla Fortune. Nhưng mà bản thân anh em kỹ sư HDD Việt Nam, mình, Cường cùng một số anh em khác thì vẫn sẽ tiếp tục phát triển phần mềm Tekla ở Việt Nam thông qua các dịch vụ modeling cũng như là việc phát triển các công cụ hỗ trợ cho Tekla, việc cả việc đào tạo Tekla và phát triển thêm cả các cái ứng dụng BIM khác nữa, thì hy vọng là vẫn sẽ tiếp tục được đồng hành với lại cả tất cả quý hàng cũng như là các anh em kỹ sư trong thời gian tới. Và lời cuối cùng thì cho mình một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý hàng đã đồng hành với lại cả công ty trong khoảng thời gian vừa qua, và hiện tại thì cũng là hết năm và năm mới sắp đến, thì cho mình xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc hạnh phúc và thành công đến tất cả mọi người. Xin cảm ơn. Chúc quý khách một năm cũ thêm thắng lợi và một năm mới thành công hơn nữa. Chúng tôi rất đến làm tiếc khi không được phân phối giải pháp phần mềm Tekla Structure trong thời gian tới. Nhưng nếu mà các quý anh chị và quý anh chị và các bạn có nhu cầu đào tạo, chuyển giao và sử dụng phần mềm trong thời gian tới thì có thể liên hệ với tôi qua số điện thoại 0916 299 188 hoặc email docuong@hd.com. Xin cảm ơn quý khách hàng đã đồng hành, ủng hộ và quan tâm tới HD Việt Nam. Chúc anh chị một năm mới 2020 thành công rực rỡ. Tôi là Vũ Thúy Nga, nhân viên kế toán của HD Việt Nam. Mình rất vui khi được làm việc tại công ty HDD trong vòng 4 năm qua. Cảm ơn tất cả mọi người đã luôn ủng hộ, giúp mình hoàn thành tốt những công việc. Nhân dịp năm mới, mình xin kính chúc tất cả mọi người sức khỏe và thành công trong công việc. Em là Dung, nhân viên marketing tại văn phòng hà nội của HDD Việt Nam. Trên đây là những lời chia sẻ của đại diện từ HDD Việt Nam gửi tới các anh chị, những người đã luôn ủng hộ, tin tưởng và đồng hành cùng HDD Việt Nam trong suốt 14 năm qua. HDD Việt Nam cũng rất vinh dự khi được cung cấp những giải pháp về phần mềm Tekla Structure cũng như các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho các quý đơn vị khách hàng. Và cũng rất là buồn khi phải nói lời chia tay với tất cả các anh chị tại thời điểm cuối năm 2019. Thì sắp tới bước sang năm 2020, em chúc tất cả các anh chị sức khỏe và một năm mới với nhiều điều mới và sẽ thành công hơn nữa trong sự nghiệp.